Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 7 giờ và rất vui được gặp lại các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay để chúng ta có thể cập nhật nhanh một số những cái thông tin thời tiết. Tất nhiên là trong buổi tối ngày hôm nay thì Thanh Tùng cũng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết ngay sau chương trình thời sự vào lúc 19h42 phút mọi người nhé. Trên kênh VTV1 nha. Mọi người nhớ là một chút nữa thì sẽ gặp lại Tùng để có thể là cập nhật những thông tin chi tiết hơn. Còn bây giờ tranh thủ một chút ít thời gian trước khi lên sóng thì mình tranh thủ livestream để có thể là chia sẻ trước đến mọi người một số những thông tin quan trọng vào ngày mai. Không biết là mọi người đang quan tâm đến thời tiết ở đâu ạ? Hãy đặt câu hỏi và chúng ta sẽ cùng nhau cung cấp những cái thông tin thời tiết cho ngày mai để mọi người có thể là chủ động hơn cho các kế hoạch của mình nhé. Đà Nẵng vào mùa mưa rồi, không biết là những ngày sắp tới thì thời tiết thế nào anh nhỉ? Đây là câu hỏi của một khán giả ở khu vực miền Trung. Đà Nẵng vào ngày mai thì như Thanh Tùng được biết thì sẽ là một ngày mà cũng sẽ có mưa bất chợt xảy ra ở trong ngày. Và đặc biệt là vào khoảng chiều tối mai, và nhiệt độ ở Đà Nẵng cao nhất là 32 độ, buổi tối thì khá là mát mẻ với mức nhiệt là 29 độ ạ. Xin chào Nguyễn Quốc Dương, chào Hùng Răng Thưa Răng, chào Giang Phạm, chào bạn Thái Phạm. Sáng mai Hưng Yên ạ. Tức là bạn Thái Phạm muốn biết thời tiết sáng mai ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên thì cũng giống như nhiều nơi khác của miền Bắc thì ngày mai sẽ là một ngày mà nói chung là kiểu thời tiết nó cũng là lúc mưa lúc nắng bạn ạ. Mưa lúc nắng và mưa thì nó cũng không đủ để làm cho thời tiết kiểu dịu mát hẳn ấy. Mà thời tiết sẽ hơi bí bí, hơi oi oi một chút. Ở Hưng Yên ngày mai thì ở đây mình có thông tin là mức nhiệt là cao nhất là 33 độ. Như vậy là chúng ta cũng sẽ cảm thấy là hơi hơi là bí bách và khó chịu vào buổi trưa và đầu giờ chiều mọi người nhá. Thanh Hóa thế nào em ơi? Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Như vậy là Thanh Hóa cũng nằm trong cái khu vực mưa nhiều trong đợt này của miền Bắc và Bắc miền Trung ạ. Ngày mai ở đây thì nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Nhờ có mưa thế nên là nhiệt độ không quá cao, 30 độ. Tuy nhiên là ở khu vực Thanh Hóa, đặc biệt là những cái nơi mà ở vùng núi thì chúng ta cần phải đề phòng với hiện tượng sạt lở đất mọi người nhé. Bởi vì là mưa lớn trong nhiều ngày thì làm cho cái kết cấu đất đá nó bị bở rời thì rất là dễ xảy ra cái hiện tượng sạt lở. Mọi người hãy lưu ý nhé. Vậy thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là có cái dấu hiệu nào không để chúng ta có thể nhận biết cái hiện tượng sạt lở đất? Thì có mấy cái dấu hiệu như thế này. Mọi người để ý là nếu như mà chúng ta thấy các vết lún, vết nứt bất thường ở dưới nền nhà này, hay là ở tường nhà này, rồi là ở ngoài những cái con đường mà mình đi, và khi mà chúng ta nghe thấy cái tiếng đất đá va chạm loảng xoảng vào với nhau, hoặc là nghe thấy tiếng cây gãy đổ, nói chung là cảm giác như là những cái tiếng động bất thường, thì rất có thể đấy là hiện tượng sạt lở đất sắp xảy ra. Khi đó thì mọi người chúng ta phải ngay lập tức nhé, ngay lập tức phải di chuyển rất là nhanh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm luôn, tìm một cái nơi tránh trú an toàn hơn. Khi mọi thứ cảm thấy là ổn định rồi thì chúng ta mới quay lại mọi người nhé. Thì đấy chính là một số những cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết được cái hiện tượng thời tiết đó là sạt lở đất, rất là nguy hiểm. Và có một cái điều nguy hiểm như thế này nữa này, đó là hiện tượng sạt lở này nó lại hay thường xảy ra vào ban đêm và lúc sáng sớm. Đấy, nó lại nguy hiểm là như vậy. Bởi vì cái lúc này thì chúng ta lại thường là ngủ rồi, và chúng ta rất là bị động và không thể nào mà biết được, thì rất là nguy hiểm. Vì thế khi mà lựa chọn trong những cái ngày như này ở vùng núi ấy, thì nếu có thể nhé, mọi người lựa chọn khi ngủ thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái vị trí cao nhất ở trong nhà nhé, để có thể ngủ. Và cái phía chúng ta ngủ thì cũng nên tránh xa cái phía đồi và các sườn ta luy. Thì cái khả năng mà chúng ta an toàn nó sẽ cao hơn. Đó. Nguyễn Thùy Trang hỏi là Đồng Hới Quảng Bình đi anh. Quảng Bình thì chắc chắn là nơi mưa nhiều rồi bạn ơi. Mưa nhiều. Và mưa có thể xảy ra bất chợt trong đêm nay và ngày mai nữa nhé. Và Quảng Bình thì sẽ có mức nhiệt là 30 độ là cao nhất. Cảm ơn khán giả. Hoàng Nguyễn, xin chào khán giả. Hoa Đinh, cảm ơn Khánh Hòa. Xin chào bạn Đỗ Huy, chào bạn Phạm Bá Tuấn. Quyết Phạm Văn, thời tiết ở Hưng Yên như thế nào? Hưng Yên ngày mai thời tiết sẽ hơi oi oi một chút vào buổi trưa. Nắng mưa đan xen bạn nhé, lúc nắng lúc mưa, thời tiết thì hơi oi nóng một chút. Và nhiệt độ cao nhất ở Hưng Yên vào ngày mai sẽ là 33 độ. Thực sự đây là mức nhiệt không dễ chịu một chút nào mọi người ạ. Chưa tới mức nắng nóng nhưng mà thời tiết nó sẽ hơi oi oi. Khánh Hòa thời tiết thế nào anh ơi? Khánh Hòa thuộc khu vực Nam miền Trung rồi. Khánh Hòa. Đây rồi, Khánh Hòa này.
Khánh Hòa ngày mai nhiệt độ khá cao, 34 độ, gần chạm tới ngưỡng nắng nóng. Và về chiều tối mai thì sẽ có lúc có mưa, còn ban ngày thì trời vẫn sẽ có nắng. Như vậy là lúc nắng, lúc mưa, và mưa sẽ thiên về chiều và chiều tối mọi người nhé. Đắk Lắc đỡ mưa rồi phải không anh? Thấy trời xanh, đúng rồi bạn Trần Hoa ơi, Đắk Lắc nói chung là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì đỡ mưa rồi, đỡ mưa hẳn rồi. Nói chung là vẫn còn mưa trong đêm nay và chiều mai, nhưng mà mưa thì chủ yếu là từ 15 cho đến 30mm thôi. Sẽ rất ít điểm mà có mưa là trên 50mm. Tuy nhiên là chúng ta cũng không được chủ quan, bởi vì là đã mưa mấy ngày nay rồi, và cái hiện tượng sạt lở đất là cũng có nguy cơ là xảy ra nhé, nên là chúng ta không được chủ quan ạ. Thời tiết Hà Nội ngày mai thế nào, biên tập viên mình mới vào. Ok, xin chào bạn Ngọc Anh. Bạn Ngọc Anh là bạn mới vào. Vậy thì mình xin chia sẻ lại thời tiết của Hà Nội nha. Hà Nội ngày mai thì sẽ là thời tiết lúc nắng, vẫn có những lúc nắng nhá, lúc nắng lúc mưa, và thời tiết sẽ hơi oi oi một chút. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội vào ngày mai sẽ là 33 độ. Chính xác là 33 độ là của thời tiết của Hà Nội ngày mai. Nói chung ngày mai thì nhiều nơi của miền Bắc sẽ có mức nhiệt là 33 độ. Và cái mức nhiệt ở khu vực Nam Bộ thì cũng tương tự, nó cũng khoảng 32-33 độ vào ngày mai. Như vậy hai đầu của đất nước ngày mai nhiệt độ là xem nhau, nhưng mà tính chất thì khác nhau. Ở khu vực miền Nam thì sẽ là mưa ít thôi, miền Bắc nó sẽ mưa nhiều hơn. Miền Bắc mưa nhiều nhất đó là khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, ví dụ như là Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ là mưa nhiều này. Hoặc là ở phía Tây Bắc Bộ như là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai sẽ là những cái nơi mà thường là sẽ mưa nhiều hơn. Và cả cái khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi nữa thì cũng mưa khá là nhiều. Và mưa cũng sẽ có thể là diễn ra bất chợt trong ngày. Chúng ta cần phải để ý đến hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Rồi là những cái khu đô thị, những cái nơi trũng thấp thì lại có thể xảy ra hiện tượng ngập úng. Mọi người hãy lưu ý và cảnh giác nha. Ngày mai thì miền Trung dự báo là mát cả ngày và nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới và Huế là 28 cho đến 32 độ. Đấy là Bắc miền Trung nhé, thì là mát cả ngày nhé. Còn với Nam miền Trung như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuống Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết thì có nắng và nhiệt độ thì cao hơn, đó là từ 32 đến 34 độ. Phải đến chiều tối thì ở đây mới chuyển mưa dông ạ. Lạng Sơn thì sao em ơi? Đây là câu hỏi của khán giả Nguyễn Trường Oanh. Xin chào khán giả Nguyễn Trường Oanh. Lạng Sơn thì có lúc có mưa rào và dông và nhiệt độ ở đây là 24 cho đến 31 độ ạ. Bắc Giang đang mưa, ngày mai có mưa nữa không anh? Bạn ơi, ngày mai Bắc Giang vẫn có thể có mưa. Nói chung là mưa khá là nhiều và nó cũng diễn ra bất chợt trong ngày. Thời tiết thì không phải là mưa gọi là liên tục từ sáng cho đến chiều, mà là lúc mưa, lúc tạnh và thậm chí là vẫn có những lúc hửng nắng. Bầu không khí thì sẽ hơi oi oi một tí, hơi bí bí một tí, hơi khó chịu một chút. Và nhiệt độ ở Bắc Giang ngày mai thì đâu đó là khoảng 32 độ. Bắc Giang ngày mai 33 độ bạn ạ. Như vậy là cũng hơi nóng một tí đấy vào buổi trưa. Gia Lai đợt này thì đỡ mưa rồi bạn Lê Vui thân mến, đỡ mưa rồi ạ. Nhưng mà vẫn phải cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất, bởi vì là trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là hiện tượng sạt lở đất xảy ra rất là nhiều. Đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Năm nay thì các vụ sạt lở phải nói là diễn ra rất là nhiều và nguy hiểm. Nên là chúng ta không được chủ quan mọi người nhé. Ngày mai thì mặc dù là mưa đã giảm, nhưng mà mưa sẽ giảm, nhưng mà vẫn phải đề phòng với hiện tượng sạt lở đất. Nói chung là khi mà mọi người thấy các cái dấu hiệu mà liên quan tới hiện tượng sạt lở thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta phải thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay. Không nghĩ ngợi gì cả, lúc đấy chỉ có chạy đi thật nhanh, thoát ra khỏi cái khu vực nguy hiểm đó thôi. Và khi mà mọi thứ thực sự là ổn định rồi thì chúng ta mới quay trở lại. Hải Phòng ngày mai thì có mưa nắng bất chợt trong ngày ạ. Khán giả Khánh Hòa thân mến, và Hải Phòng thì chắc chắn là nhiệt độ sẽ thấp hơn so với Hà Nội rồi. Hải Phòng ngày mai thấp hơn 1 độ, đó là 32 độ. Khán giả Đỗ Thế Huy thân mến, vẫn chưa hết mưa, nói chung là trong 1 đến 2 ngày tới thì vẫn sẽ là cái tình trạng mưa như thế này. Và nó đang có cái xu hướng tăng lên, bởi vì là hiện nay có một cái giải hội tụ nhiệt đới nó vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thì đây chính là cái hình thế thời tiết để gây ra một cái đợt mưa lớn ở miền Bắc trong đợt này. Ngoài ra nó còn có một cái vùng xoáy thấp
ở khu vực Vịnh Bắc Bộ nữa, tức là cũng rất là gần với miền Bắc của chúng ta. Thế nên là hai cái hình thế thời tiết như vậy khiến cho mây dông nó phát triển rất là nhiều quanh các cái hình thế này, nên là mưa cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khán giả Dùng Him hỏi là Hà Tĩnh ngày mai có mưa không anh? Hà Tĩnh cũng là nằm trong cái khu vực có mưa nhiều trong đợt này đấy ạ. Ngày mai thì cũng sẽ có mưa thôi. Và Hà Tĩnh thì sẽ có nhiệt độ là khoảng 28 đến 29 độ. Và ngày mai là cao nhất. Như vậy là về mức nhiệt thì rất là vừa phải. Bởi vì là mưa nhiều mà mọi người, mưa nhiều thì chắc chắn là nhiệt độ không thể cao được. Về nhiệt độ thì nói chung là mát mẻ lắm. Nhiệt độ rất là mát mẻ, nhưng mà có một cái mối nguy hiểm đấy như là mình chia sẻ đấy. Và đặc biệt là khu vực Hà Tĩnh, ở những cái nơi mà vùng núi á, thì cái hiện tượng sạt lở đất là rất có thể là nó cũng sẽ xảy ra. Bởi vì là mưa nhiều và ở vùng núi thì thường là có những cái đồi dốc, dốc đứng. Và cái kết cấu đất đá nó dễ là bị bở rời ấy. Và khi mà bở rời như thế và cộng với một cái địa hình nó có cái độ dốc thì nó rất là dễ bị sạt trượt. Mà khi mà cái hiện tượng này xảy ra thì thực sự là vô cùng nguy hiểm. Nên mọi người hãy cảnh giác, thấy bất cứ những cái dấu hiệu gì lạ, bất thường, ngay lập tức là chúng ta phải thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay. Như là chúng ta thấy các vết lún, vết nứt, rồi là thấy nghe thấy những cái tiếng đất đá va chạm vào nhau bất thường, nghe thấy tiếng cây gãy đổ bất thường. Thì đấy là những cái dấu hiệu cho thấy là sạt lở đất có thể sẽ xảy ra đấy ạ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì đã qua cao điểm mưa rồi và thời gian mưa chủ yếu là xuất hiện về đêm và chiều tối. Lượng mưa là 15-30mm, chỉ vài nơi là trên 50mm. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn lịch sử thì khu vực vùng núi của Tây Nguyên vẫn cần phải đề phòng với hiện tượng sạt lở đất. Thì đấy là những cái thông tin thời tiết quan trọng mà mình đã cùng với mọi người chia sẻ cho ngày mai. Mọi người ơi, bây giờ là 7 giờ 15 phút rồi và còn khoảng 30 phút nữa mọi người nhé. 30 phút nữa nhé. Và lúc 19 giờ 42 phút thì các bạn sẽ bật kênh VTV1 này. Hoặc là bây giờ bật luôn đi để xem thời sự đi ạ. Mọi người xem thời sự xong thì Thanh Tùng sẽ gặp mọi người trong bản tin dự báo thời tiết nhé. Và lúc 19h42 chúng ta sẽ chia sẻ chi tiết hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc tất cả mọi người một buổi tối may mắn, nhiều niềm vui. Một buổi tối có một bữa tối thật là ngon miệng bên người thân, gia đình và bạn bè của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào các buổi livestream tiếp theo ạ.